Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Vario 1/10, độ đồng hồ Casio AS2 siêu độc lạ, tạo ra các sự ấn tượng cho người nhìn. Vario 1/10 sở thiết kế cái cụm đèn pha vô cùng ấn tượng, kết hợp cùng với kiểu dáng là nhỏ gọn ưa nhìn, phù hợp với mọi đối tượng dùng. Chưa dừng lại ở đó, về tay những bạn đam mê đồ chơi thì cái mẫu xe này càng được khoác cho mình những món đồ chơi lạ hơn, làm phong phú thêm thế giới xe trong và ngoài nước. Nếu như những Ấn Độ, Vario, Beat anh em thường để xin hoặc hướng tới dùng là Casio dành riêng cho xe, thì hôm nay chúng ta sẽ thấy những góc ảnh của Casio AS2 châu hình đã độc lạ mắt hơn. Tuy nhiên cái phần bọt cổ thì được chế nhựa lại cho phù hợp với kết cấu bên ngoài của cái đồng hồ. Phần dây điện cũng phải minh lại hoàn toàn, giữ nguyên cái phần cụm Dixin nguyên bản. Tuy nhiên cái phần tay thắng tự hiệu của CRC Carbon Fiber USA sang trọng lịch lãm với những cái đường vân 3D nhìn rất ấn tượng. Mẫu tay dụng là cho tất cả dòng xe từ phổ thông đến phần cơ lớn. Chỉ cần mua cái lỗ bản lề CNC dành riêng cho dòng xe mình là có thể thay thế vào, hoàn toàn có thể tự lắp tại nhà. Còn đây những góc ảnh tay con TWM của Dino Ý. Cái gói combo này cũng rất phổ biến trên dòng là xe dọn chuyển ngày nay, bởi dễ độ, dễ chịu của em ấy có thể tháo lắp vừa cho tất cả thị đồng, từ phần cơ lớn cho đến phần cơ nhỏ, và những mẫu tay ga và xe con tay. Cái phần chân trống cũng được làm bằng kiểu titan, với những góc ảnh cái bàn chân nhìn cũng rất ấn tượng. Và thường với cái chất liệu này thì các chủ xe phải khò nóng ở nhiệt độ cao để lên màu titan cho thêm cái sự tinh tế. Và nhưng bản độ này thì chủ nhân thích cái sự giản đơn hơn nên vẫn giữ em ấy một cái màu trắng nguyên bản. Cái dàn chân trước muôn màu đồ chơi đến từ các hiệu nổi tiếng như cái đĩa Gaffer, KTM kết hợp cùng heo dầu Fando hai bên xứng nhìn cũng rất ấn tượng, và cái màu nickel cũng rất đẹp, tạo ra màu sắc cho cái dàn chân với những ốc rinam được điện vân lên màu titan vô cùng sang chảnh. Vị trí cái giảm sốc sau cũng được nâng cấp cái phục hoa lim bình dầu trời, ngoại hình là vàng cực đẹp, đi cùng với là 330mm cái chiều cao. Ngoài cái chiếc Vero Dix thì có thể lắp được cho dòng là Vision, Exmod và cả Lubias, mà không cần phải chế cháo gì hay minh là cái chân phục gây nguy hiểm sử dụng. Ấn định bằng cái dàn bô 4 Ross, đây là cái dòng bô của Levin được sản xuất vào năm 2009. Nhìn cũng rất hầm hố, nhưng mấy ai biết được ngày xưa cái dòng bô này chỉ rơi vào khoảng từ 5 đến 7 triệu mà thôi, không ai thèm quan tâm. Cho đến bị ngừng sản xuất thì bỗng nhiên em ấy đã được săn mua với mức giá lên tới gần 10 củ, chưa tính tiền là chế cháo cái cổ bồn hay là phát keo. Quay 1/5, độ có sự trỗi dậy mạnh mẽ sau bao nhiêu năm ngủ quên. Các chiếc Quay 1/5i là một con chiến mã được ưa chuộng nhiều nhất trên đất Thái, và ở Việt Nam em nó còn thường có tên gọi là Phu Chờ. Trải qua rất nhiều hệ và cho đến nay chiếc xe vẫn được rất nhiều người quan tâm và chờ đợi rất nhiều bản độ đầy ấn tượng trên đất Thái, dẫn chứng là cái chiếc Quay độ kiển bên dưới. Cái dòng xe này ra đời vào năm 2004, tính đến thời điểm hiện tại đã gần được 15 năm. Như góc này thấy được con chiến mã đã được làm mới lại bằng một cái tông màu xanh dương là cực đẹp. Nó mang lại cái nhìn mạnh mẽ thể thao, bên cạnh đó xuất hiện thêm những món đồ chơi kiển làm tăng hiệu suất hoạt động cho xe. Góc này thấy được cái sự giãn đường của cái cụm tay thắng Rainbow đi kèm bình dầu rời. Cái dòng cụm này có piston lớn cho áp suất dầu mạnh để thấy những tình huống khẩn cấp. Về tay phanh được thiết kế là chống kẽ để hạn chế qua quẹt khi chuyển. Cái tay lái được trang bị bao tay Dino đi kèm cùi chẹp titan. Phía trước được trang bị cái rổ đúng phong cách ở bên phải. Dàn chân trở nên bứt tốc nhanh hơn khi chủ sử dụng cái niềng nhôm siêu bóng, đồng thời đồng màu với cái dàn áo. Và để tăng thêm khả năng bám đường thì chủ xe đã trang bị cặp lốp Michelin Slip Roll. Nếu như bản độ này được trang bị cái cụm áp suất phanh lớn thì không thể không lỗi hệ thống heo dầu xe để khả năng là phanh là tốt ưu nhất. Như trong góc này thấy được cái heo của Rainbow Beat đi kèm cái đĩa của Nissin. Để gắn được heo này buộc lòng chủ xe phải gia công cái phát nhôm CC đã được canh chỉnh rất là chính xác. Chủ xe cũng rất tinh tế và có những quyết định rất đúng đắn khi thay thế cái phục YS bình dầu trời, bởi nó là một cánh tay đắc lực để mang lại độ nhúng đầy im ái cho xe. Thiết kế của cái phục này là rất cứng cáp với cái lò xo mang cái tông màu đỏ nó bật. Phía trên thấy được thêm ba ga được quay lại với kiểu dáng độc lạ, đúng phong cách đến từ bên Thái.
Và cái dòng quay này sở hữu cái động cơ là 125cc, 4 thì làm mát bằng gió, rất là mẻ, bền bỉ, tiết nhiên liệu. Xe được lấy ý tưởng từ cái dòng quay S15 của Thái Lan. Kiểu dáng thể thao gọn gàng của dàn áo, chắc chắn. Và xem qua bản độ này chắc hẳn ta thấy được có nhiều sự tiếc nuối khai tử cứ Honda về một huyền thoại giảng đường mà đẳng cấp như thế này. Cảm ơn bạn đã theo dõi trực tiếp, nhớ like, subscribe.